Xin chào các bạn quay lại với kênh Điện Thoại Số nha. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay cái màn hình với cái bộ vỏ của con Xiaomi Redmi Note 10 4G nha các bạn. Con này khách xài bị gớt bể lưng nè, cắn bể móp lưng, màn hình bị bể nha các bạn. Đó. Mình sẽ tiến hành thay vỏ và thay màn hình. Cái này là vỏ bên mình nè, này vỏ bên mình nha các bạn. Cái này màn hình bên mình, vỏ màn hình, kính cam bên mình có hết nha các bạn. Cái này bên mình có nhận thay, có bán đem về. Nên các bạn ở xa mà muốn mua đem về thì mình có bán đem về. Các bạn còn muốn thay tới cửa hàng thay thì ngồi mình chờ lấy máy luôn. Con này làm thời gian trong khoảng 2 tiếng mình lấy máy luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ tháo cái bộ phận của cái này ra, rồi mình sẽ gắn vào một cái vỏ mới nha, thay cái màn hình. Vừa rồi mình vừa hoàn thành xong quá trình thay vỏ và thay màn hình của con Xiaomi Redmi Note 10 4G nha các bạn. Thì trong quá trình mà các bạn sử dụng á, các bạn có vô tình mình làm rớt bể kính thì bên mình vẫn có mặt kính để thay, hoặc màn hình, hoặc bộ vỏ để thay. Các bạn tới thay thì mình ngồi chờ tầm khoảng 2 tiếng là mình sẽ lấy được máy nha. Còn những bạn mà ở xa mình không có tới thay được á, thì bên mình có bán đem về. Các bạn cứ liên hệ bên mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Và các bạn xem video này thấy hay nhớ ủng hộ mình, đăng ký mình một like và một đăng ký, một chia sẻ để mình sẽ làm nhiều video khác hay hơn nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn, chào các bạn.